Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với workvienla.bài toàn quốc. Ở đây là các bài của các bạn từ khắp nơi đã gửi về cho thầy. Và cảm ơn các bạn luôn xem like, thả tim và tặng quà các bạn ơi. Phiên live này sẽ đăng qua kênh YouTube, thì trong quá trình xem lại các bạn thấy có quảng cáo, các bạn vui lòng xem hết quảng cáo nha. Vì một lượt xem của mình sẽ góp được 200 đồng cho quỹ học sinh khó khăn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi, bây giờ bắt đầu mình chấm bài nhé. Mỹ Kim 12 tuổi, ghê chợ Mỹ Kim tên thí sinh đó nè, 12 tuổi đến từ Bình Dương. Bài đầu tiên của chúng ta đến từ Bình Dương các bạn ha. Để coi coi có gì khác bọt. Hiện nhiều các khác bọt đỉnh cao. Em bị thiếu nhắn chi tiết để sau. Nhắn chi tiết để sau là gì? Là quyền nét lại như thế này, người ta gọi là nhắn chi tiết đẩy, đẩy sau ha. Phải quyền là tất cả như thế này luôn. Quyền lỡ hết, mình có thể là quyền bằng màu hoặc bằng cái hình. Mình phải quyền lỡ, tức là mình thiếu nhắn chi tiết để sau. Mình bị trừ 5 điểm. Cái bước này thì cho tối đa là 96 trừ 5, còn 91 thôi, 92 tội nghiệp đó. Nhưng mà được cái chuyển độ sinh, chỉ thiếu nhắn chi tiết để sau thôi. 5 phút quá nhanh hả? 5 phút của thầy đó em. Cái gì nữa vậy? Khổ ghê, lui quân. Rồi tiếp mấy bạn ha. Bạn Đàm Nam Khánh, các bạn 14 tuổi đến từ Hà Nội, chèn ô cảm giả tốt ghê nữa, là bạn không chê chỗ nào luôn. Sáng tối chợ cái này theo có trường khóa siêu thật các bạn. Mai mốt các bạn lên lớp 9 các bạn sẽ học về chương trình mới là trường khóa siêu thật. Sẽ có những cái nó không có liên quan tới thế giới thực tế, nhưng mà trong đó có sự ảo diệu ma mị trong đó. Và nó có những cái mà không tồn tại, không thực tế mà gắn vào tranh. Nó lộn xạ cả lên đó, thì người ta gọi là tranh, nó hơi khuynh hướng ma mị xíu gọi là tranh. Trường cái gì siêu thực, lớp 9 mình sẽ học tới cái loại này ha, chương trình mới. Chuyện ô quá xinh luôn mà các bạn nhìn kỹ tranh nè, đẹp ơi là đẹp luôn mà các bạn ơi, xinh gì đâu á. Mà cái anh này anh kỹ ha, có 14 tuổi hả, 14 hay 19, 14 đến từ Hà Nội các bạn. Mà tao nói anh kỹ ghê nè, thấy không, đen sáng rõ rệt nè, tách biệt luôn, tối sáng nè ha, quá thế là ngon lành luôn. Mà hả, thầy hỏi nè, ở ngoài Hà Nội đó mà thầy nói giọng miền Tây, miền Tây đặc thù là nói cái giọng địa phương, thứ hai là nó rất là nhanh, thứ ba là cái giọng nghe nó tuốt ở trên cái độc dừa vậy đó. Không biết các bạn ở miền ngoài các bạn nghe các bạn hiểu không nha. Chứ mà tại vì thầy nghe cái giọng ở miền ngoài như là giọng Hà Nội đi, hoặc là giọng Hải Dương, giọng Bắc á, thầy nghe lần một lần hai là thầy ngớ người, thầy không hiểu, thầy phải hỏi lộ đó. Thành ra là các bạn thầy hỏi thử các bạn có hiểu không thôi. Dạ không hiểu hả? Ừ đúng rồi đó, cảm ơn em nha, đừng có hiểu. Tiếp nè, cái em Đàm Nam Khánh đó nè, ảnh rồi đó, 14 tuổi mấy em ô, xuất sắc luôn. Mới có 14 tuổi hà mà vẽ nè, lễ hội Halloween mấy bạn. Thật đáng sợ, mà cái anh này ảnh vẽ chi tiết gì đâu luôn nè, đáng sợ chưa, thấy cưng chưa. Mà ảnh tả chắc, tả hình, tả khối, tả giải, và thấy được cái sự chuyển động, cái biểu cảm nữa. Trời ơi, cái tông màu ảnh xinh ư là xinh luôn á trời, cưng ác, ghê thiệt luôn á. Sao mày vẽ đẹp dữ à, nè hay không, tốt tướng ghê. 19 hay là 14 vậy thầy? Bạn ghi là cái này chắc là số 14 quá, 14 hay 19? Ê cái này 19 quá ta ơi, không 14 em ơi, tại vì có cái bài này là của lớp 8 nè. Vẽ tranh theo danh họa Bao Gao Gân, vậy là lớp, vậy là 14 tuổi nha. Cậu 14 tuổi mà vẽ tốt dữ rồi anh hai. Sao mà chơi màu gót thì thấy ghê, mà sao chơi cái màu này xinh dữ vậy, thấy ghê trời. Sao ở đây ký tên là Phi vậy, có lấy ảnh trên mạng không em? Nè ở đây ký tên là Rap Phi vậy nè, ghê vậy, điều tra giùm tôi thắng thử ơi. Hình như tôi thấy ló ló chữ ký kỳ kỳ rồi đó, điều tra giùm thầy đi mấy em, lại la lẹ lên, điều tra giùm thầy đi, cóp liền, điều tra xong gửi cho thầy vô cái số ZL liền, lại la. Cái chữ ký á thì Rap Phi nhưng mà tên là Đàm Nam Khánh, thì để coi coi làm sao. Bên đây chữ ký gì đây, từ từ để tôi coi coi, tranh người nổi tiếng mình phải coi coi sao che cái phần chữ ký lỡ là kỳ quá vậy trời, ngộ quá ha. Cái này là anh chỉ lấy cái gì đó, cái tờ giấy, và bạn hả viết tên là bạn để lên, thành cái này là tranh thì có bạn vẽ đó nha. Nam Khánh mà ký cái chữ Phi hả, kỳ quá vậy. Hai cái tranh này phong cách giống nhau nè mấy bạn, im ghê không. Còn mấy cái kia khác, như tranh này là khác nè, tranh này là như là vẽ nợ bàn ra là vẽ cho có lệ nè. Bức tranh này quá đơn giản, có bao gồm luôn.
thầy dạy cái lô tranh này rồi thầy biết. Hình như này của bạn hết trơn đó, không sao nha chưa. Mừng ghê, hết hồn hết vía. Tưởng đâu trên mạng rồi đó, là chối từ liền, cái bức điện chăm. Thấy không? Quá đẹp. Rồi vẽ tranh theo bao gogin thì cái này các bạn sẽ xét tranh của họa sĩ. Khi mà mình xét tranh của họa sĩ á các bạn, thì mình phải diễn tả ra được cái chất dễ thương, phong cách riêng của mình. Mình lấy cái ý tưởng từ tranh danh họa nha. Tại vì các bạn lên lớp 8 các bạn sẽ được học chép tranh, cho nên cái việc mà các bạn chép tranh là chuyện quá bình thường. Và hồi xưa giờ chương trình ở cái đất nước nào người ta học vậy trơn đó. Tại vì cái số các bạn xui là thầy cô giảng không chịu nghe, cái tự ngồi vẽ, cái tự cho là sáng tạo thôi. Chứ là cái phương pháp đúng là cho chép tranh, chép hình trước. Cho tới lớp 9 luôn vẫn cho chép tranh ha. Lên lớp cấp 3, lớp 11, 12 rồi đó bắt đầu mình luyện thi, mới bắt đầu sáng tạo từ từ hình khối. Trời ơi, bằng này nợ 3 bài luôn Nam Khánh, xinh quá. Chép tranh thì là thầy cho 98 điểm thôi, tại vì nó chép như thế này thì nó quá bình thường, nó chưa diễn đạt được cái tranh của ông tranh họa này ha. Thầy nhớ là cái bức tranh này nó còn cái gam của ông này là cứ màu xanh xanh thôi, tại cái ông Van Gogh là bản thân của ông Van Gogh. Rồi tiếp, các bạn muốn nộp bài hả, thầy cho các bạn một cái thông báo nè. Các bạn muốn nộp bài đúng không, các bạn lên trang FB là viết tắt á, các bạn vô lần các bạn hiểu giùm thầy dân, tại vì mình không có đọc rõ cái tên ra được, mất công phiên like bị trì hoãn bị cấm. Thì lên FB các bạn search hoài dân dạ dẻ, các bạn vô cái trang fanpage các bạn thích giùm thầy đi. Thì trong cái trang đó đó nó có một cái nội quy gỡ bài, thầy có ghim đúng rồi lên phở, đúng rồi nó đó FB là nó đó. Like cái trang ngoài danh dễ dẻ đi, thầy có đăng, thầy có ghim đó, thì vô đọc nội quy mình gỡ bài cho đúng nha chưa. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn Thành Đạt 14 tuổi đến từ Cà Mau các bạn ô, ảnh vẽ kỹ rồi nè, 2 4 6 8 8 nhân vật mà tao nói chia ra nó đều, cái thứ hai là mỗi cái tông ảnh tu kỹ lưỡng gì đâu luôn đó, nhắn chi tiết để sau lợn nữa nè, nè cái dòng chữ đây ảnh ke nữa nè, tao nói xinh ghê. Bài này là 100 luôn, thấy ghê không, bài toàn quốc mạnh lắm mấy bạn ơi, không phải thường đâu. Bài toàn quốc coi mê hồn luôn mẹ, xinh lắm. Tiếp rất là ngon, chính nhân vật hả, ừ cái nhân vật chính giữa là Anamoy với là Phật đó. Thấy không, chở Quốc Bảo đến từ Cần Thơ 16 tuổi các bạn ha. Sao cái tranh này giống ở trên pin quá vậy trời, em vẽ máy gì mà em không có nộp cho tôi vẽ trơn vậy, đâu thì Văn có coi không, em điều tra giùm thầy đi, tôi không hài lòng rồi đó, cái này tôi nghi lắm nha chàng, thứ dữ đó nè, khổ ghê nè, cái này lấy trên pin nè chứ gì nữa, để tôi tra găng cái tôi thấy liền nè, từ từ nha, không cần thám tử nữa, để tôi chụp cái rụp liền, từ từ, mấy cái đồ yêu nghiệt hả, trời ơi mấy cái quỷ này làm sao được qua mặt được tôi đây nè, nha chưa, để coi làm sao nha chưa, em tới cái cảnh này mà nè, thấy không, mấy cái cảnh này mà gan dạ quá ha, mi ha bưởi pin công nhận ha, hủy bài không có cho điểm luôn, cho điểm thì nó đã bắt công cho tác giả bị ăn cắp đó, mấy bạn thấy rõ ràng không, gỡ bài cho thầy mà lấy ở trên lấy xuống làm như là không có ai biết cái app này hết trơn vậy đó, chắc có mình em biết thôi đó, thật là cạn lời, chính xác, trừ khử liền, giải ra pháp trường. Rồi lui cung tiếp, tội ha, mắc gì tội em, tội là khi bị quan, còn mà cố tình phạm pháp mà là quan chỗ nào hả. Cảm ơn anh Trung đã tặng quà cho em nha, cảm ơn anh rất là nhiều. Tiếp Nguyễn Quỳnh Nga, trời ơi thấy cưng quá vậy chàng, nè in ra luôn nè, đến từ Quảng Nam các bạn ơi, kèm theo cái dấu cười ha ha nữa nè, thấy ghét không. 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cái này là bạn chụp để bạn gỡ bài thi nè ha. Chàng ơi, Hoàng Sa, Trường Sa nè, Hồ Chí Minh nè, Hà Nội nè, Điện Biên nè, thấy cưng ác không. Phải cái này tô màu đỏ thì xinh hơn, ai chỉ tô màu xanh vậy. Nè thấy không, thấy cưng này, chợ đồng bào nè, chợ cái anh này, anh ẩm cái chị đồng bào nè, thấy ghê không, cái chị hay là bé gái gì đó. Còn mấy cái ngự này nè là không có chân luôn, thấy ghê không, công nhận thì chớ, tôi mà chấm là tôi thấy cái bài này rớt rồi đó, ngự không có chân mấy em nè, bên đây luôn nè, ghê không,
thấy ghê không? Ví dụ như em vẽ cái này cái bụi cây đi, nó che khuất lỡ cái phần chân không nói. Còn cái này em vẽ như malai rút ruột vậy đó, có phần người không có phần chân, thấy ghê vậy, ớn hồn vậy. Trời vẽ mà hả, vẽ gấp nè. Rồi không? Rồi, ngừ thiếu chăng trừ điểm. Ngừ thiếu chăng nha chưa? Ngừ bị thiếu. Thiếu chăng. Rồi ok. Trừ 1, 2, 3, 4. 4 cái mỗi cái trừ 6 điểm. Sao 4, 24 thôi trừ 25. Trừ 25 điểm nha. Cái bức này tôi cho em đó là ý nghĩa này kia tốt, tôi cho em là 98 điểm mà trừ 25. Rồi nha, coi như chăng rớt rồi đó mấy bạn. Vậy nè, bốn ngự không chân nha, rõ ràng làm chứng đàng hoàng như chờ cộng đồng mạng làm chứng cho tôi nha. Tôi không có nói thêm nó bớt một câu nào hết trơn đó. Em giảm 1/2 hả? Người ta ăn bơ hả? Bơ gì mà bơ ở trên đất? Bơ ở trên đất, em biển gì cái này, biển chết hay gì mà màu này? Trời Phật ơi, biết binh quá ha. Sao hôm nay cái màn hình gì đâu mà nó cứ mờ căm hoài vậy? Tiếp. Gì vậy? Bài của Tiêu mấy bạn ơi, đến từ Hội An. Ở lộn, Tiêu 19 tuổi đến từ Quảng Nam các bạn à. Cái này của Tiêu Tiêu nè. Tiêu Tiêu là tự ta vẽ nha. Tiêu Tiêu là cái chị mà ở Hội An mà hay lên nói chuyện với thầy đó. Tiêu Tiêu đang học đại học kiến trúc ở Đà Nẵng. Rất là đẹp luôn. Tao nói cái em này là fan tôi hồi năm ngoái tới năm nay luôn đó, xuất sắc. Chị Tiêu vẽ đẹp quá. Đúng rồi, cái này là chị Tiêu vẽ đó. Cái năm này là hãy cho cái đề là vẽ về cái gì, cái danh lam thắng cảnh ở cái quê mình đó mấy bạn. Thì chị Tiêu là vẽ trong một đêm luôn, sau đó là gỡ cho thầy luôn á. Ta nói chỉ chụp cái quá trình chỉ vẽ mà cho nó, thầy ơi em vẽ còng lưng em luôn á. Rồi không, mà tao nói chỉ chép hình xuất sắc, hai chữ Hội An nữa, Tiêu vẽ rất đẹp. Bây giờ đang học đại học kiến trúc Đà Nẵng đó nè. Cái này của Tiêu nữa nè, nè có chữ ký nữa nè, em là em vẽ dữ lắm. Mà cái bức này nè, cái bức này nè là hay có sửa cho Tiêu luôn đó. Tiêu chụp qua cái hay có sửa cho Tiêu vài cái nữa để góp ý á. Tiêu coi đang khóc sầu khóc, em vẽ đẹp quá, người ta nói em lấy trên mạng xuống kìa Tiêu. Trời ơi, Tiêu Tiêu là rất là thân với thầy luôn đó. Nè thấy không, khi mà lên mắt cơ nè, thấy chưa, dân kiến trúc vẽ nè, đâu phải thường đâu mấy em, cũng vẽ tốt dữ lắm luôn đó. Nhưng mà cái bức này á, nó là mảng lớn không Tiêu, thầy cho 100 điểm không công bằng. 99 mà chấm 99. Để em đau khổ đó Tiêu, cái cảm giác truyền nước biển sao em, chắc đau đớn lắm hả? Mai mốt quá hả, đau khổ nhớ chụp lỡ gỡ cho thầy nha, để chi? Để thầy vui. Thầy rất là vui khi mấy em đau khổ. Cái này màu nước đó hả, ghê vậy chợ. Nhưng mà thầy thích cái khung này ghê vậy đó. Thích quá à. À, 94 đi. Cái bài này bài về nét, luyện nét thôi. Đúng là giàu mới học kiến trúc, ghê vậy chợ, dữ à. Có người học nhưng mà nhà người ta có hoàn cảnh đấy thôi, người ta cố gắng. Tiêu 19 tuổi tiếp nữa nè, thấy không? Nhưng mà khi mà chơi trì, chơi sáng tối thì thấy cưng ác luôn. Cái kiểu này nè, thầy thích quá trời luôn Tiêu. Nè, thấy bài của người ta làm không? Cưng ác. Bây giờ nọ bao giờ chấm chắc tuần sau đó em. Rồi không? View Tiêu vẽ mấy cái đó lâu rồi đó thầy, rồi chờ. Hôm nay là ngày của Tiêu đó, thấy rồi không? Tiêu này đó là Tiêu là thành công, chứ không phải Tiêu điều Tiêu bại nha mấy em. Ừ, chứ không phải Tiêu tan nha, Tiêu ở đây là thành công đó. Cái chữ Tiêu mà y ê u yêu với là y u yêu đó là hồi đó thầy đặt cái gì, cái biệt danh luôn đó. Cái này là thầy đặt luôn nè, thấy đỉnh chưa? Tiêu Dao, trời em làm như giang hồ vậy đó. Tiêu Điều nữa đó, Tiêu Thành Đạt, Tiêu Đờ, chào Phật ơi, ngộ ghê ha. Người ta vẽ gì mà nó người ta Tiêu Đờ mấy em. 97 điểm, bước này chưa ưng lắm, 97 thôi. Tiếp. Tiêu Đề, Tiêu Đen, Tiêu Tùng, sao nhiều Tiêu với vậy? Phi Tiêu nữa kìa. Ê Tiêu, hôm nay ngày của em đó, Tiêu Tiền. Trời ơi Luca, nhân vật người ta đẹp ghê. Em dễ gì đâu mà ngộ vậy. Nhật Huy đến từ Đồng Nai, 11 tuổi mấy em. Nghe thầy Văn nói á, thầy Văn rất là thích cái nhân vật Luca trong Doraemon đó mấy bạn. Thầy cho các bạn vẽ thiệt là xịn sò để gửi cho thầy. Bạn vẽ trên giấy canh xong các em, vẽ tới vẽ lui bôi nè, thấy cưng ác không? Vẽ xong nhắn trên tiếp lợi nè, để chữ Luca. Trời ơi, cái nhân vật này thấy cưng ác luôn đó mấy em. Ghê thiệt, tao nói cái nhân vật này là xinh nhất trong tất cả các movie của Doraemon luôn đó. Rất là xinh, nhưng mà cái nụ cười ngờ ngờ hả thầy? Nụ cười thấy buồn bã quá ha. Ê, cái đôi mắt em có tô sai không? Hình như ở trong kia cái đôi mắt đâu phải màu này.
Mỹ Nam đó thầy, gơi chợ dữ dàng luôn đó, đáng sợ luôn. Nhưng mà cái nét vẽ này điểm nó không có cao nha, chưa 76 điểm thôi. Nhật Huy có sự cố gắng tiếp. Tôi nhớ là Luca mắc màu xanh lá cây á, chứ không phải cái màu đó nha chưa. Nè, Kim Phụng đến từ An Giang 11 tuổi các bạn. Nè thấy không, nguyên nhóm luôn nè, chàng thấy cưng ác ghê nè, thấy không mấy em ơi. Đẹp ghê nè mấy em. Dẻ nè, thấy ghê không, một đống luôn nè. Luca đó. Sao nhân vật Luca của người ta đẹp ghê, còn sao em vậy giống Donald Trump quá vậy. Chàng phẹt ơi, gỡ gì nè, vẽ nhân vật đẹp trai nhất luôn đó mấy em mà vẽ gì nè. Đẹp gì nổi, y chang ông Donald Trump không sơn một miếng. Thấy ghê thiệt. Nobita đánh má hồng nha, ghê không. Shizuka không có má hồng nè, ghê không. Cha em còn cái đầu không. Tất cả còn có người mình nha. Còn ê, cái này em bị mắc cái nét nữa nè, để tôi dễ giùm em nha chưa. Em bị mắc cái nét này nè, đó, dễ vô nè. Em bị đưa cái này xuống đi, nó tô màu lên nha. Đứa này xuống đi, nó tô màu vô, trời ơi trời. Nó mình tô màu vô, trời mấy cái này chuyện nhỏ mà sao không dĩa vô đó. Vậy là xong rồi, cái ta mà để cái gì đi. Nó mình để sau lưng, thấy cưng ác không. Trời ơi tôi chỉ cho mà dĩa. Nè thấy không, xong. Nhanh gọn lẹ sao mở căm vậy trời. Luca mắc cái tay trừ điểm. Shizuka cái tay bên đây chưa tô trừ điểm. Con mắt con này chưa tô trừ điểm luôn. Trừ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, trừ 15 điểm. Bức này tôi cho em là có sự cố gắng là 96 điểm đi, trừ 10 thôi, tội nghiệp. Tội nghiệp lắm em ơi. À mấy bạn muốn hỏi gỡ bài hả mấy bạn ơi nè, thầy chỉ cho cách gỡ bài nè. À, thầy đầu tắt cái tên cái phở là mấy bạn vào cái phở đó là Apple đó mấy bạn. Ừ. Vô đó search cái trang Hoài Dinh dạy dẻ, vô thích cái trang đó giùm thầy đi. Rồi trong cái trang đó có một cái bài mà thầy ghim là cái nội quy các bạn gỡ bài, thì làm ơn vô đó đọc cho kỹ, gỡ cho đúng, làm cho trình tự nha. Là xong rồi cuối tuần thầy thầy duyệt cho. Cuối tuần thầy mới duyệt cứ gỡ nha. Ừ. Chứ các bạn cứ hỏi trên like mà hoài nó phiền mọi người dữ lắm luôn đó. À, Nguyễn Thủy hả? Ừ vô đọc đi em, cứ vô đọc nha. Đi vô trong đó đọc đi là biết nha. Ok. Bây giờ game vô đi em. Ừ đúng rồi, lên đó mấy bạn, bạn Bi lên game. Bi là quản trị viên của cái phiên like các bạn ha. Ừ. Có gì các bạn hỏi bạn Bi á, bạn Bi trả lời giùm cho. Khang Hy mấy bạn đến từ Sóc Trăng, cái này gỡ bài hoài luôn đó. Chịu khó dễ lắm mấy em ơi. Hôm nay tôi chấm bài vua Khang Hy. Dữ dằn chưa? 15 tuổi dễ gì nè, thôi cởi chăm chế được đi. Chơi theo tranh lập thể nha. Mai mốt em có sự phối màu uyển chuyển nó sẽ xinh hơn. Cái này thì nó chưa có đến cái mức độ là đã. Nhưng mà cho điểm là điểm cố gắng 95. Cái này á là theo cái kiểu như là lập thể nhưng mà nó thiên về cái nghệ thuật hiện đại hơn. Thành ra cái chất lập thể này nó có một cái sự sắp đặt trong đó. Rồi ok, ok. Lê Hồ Bảo Ngân các bạn, mai mốt tên mà mình chích hoa toàn nghe chưa. Ở Tây Ninh 13 tuổi các bạn ơi. Cái nhân vật này nhân vật gì đây? Dữ dằn chưa kìa, chụp sáng lên xíu nữa giùm tôi. Thấy ghê không? Ừ, tốt dữ. Thấy không? Một gu màu cứ xanh xanh dịu dịu mà cưng é. Ghê vậy, ghê chứ sao không ghê được. Mà cái này chất lượng dữ ha. Cái gì? Mitsuki đó thầy, dữ à. Cái này là chồng em, sao mà mấy em hay dị quá. Dị hộm. Nhận mấy cái nhân vật này á, là gì? Là người tên, là chồng của mình. Mấy em không thấy thổ thẹn hả? Nhân vật hư cấu đó mấy em. Bị cắm hai cái sừng nè, không thấy hả? Chụp nghiêng, chụp có cái bóng ở đây. Trừ điểm còn 98. Phải như chụp đàng hoàng thẳng thớm, chụp đầy đủ ánh sáng trong chăm. Chụp gì trừ điểm. Còn liêm sĩ gì nữa đây nữa thầy ơi. Mình đụng là mình chết đi, chào Phật ơi. Con trai có sừng mà sao cứ cắm đầu vô yêu người ta vậy. Hai cái sừng nai bành kỳ không thấy hả. Mai mốt nó phát triển thành sừng con rồng luôn đó. Cái gì nữa. Thầy nói câu nào đúng câu đó đó. Xin lỗi em nha. Tôi á nói chung tôi không có tài nhưng mà tôi được cái miệng thôi. Tuy tôi làm không được nhưng tôi nói được. Đơn giản lắm em ơi. Tiếp. Cái gì chờ. Trần Thiên Trường 13 tuổi đến từ An Giang. Tôi ghi tên em rõ ràng, ghi tên ở đâu nè, khó nhìn quá hả. Thiên Trường
thiên trường phải không? 13 tuổi, An Giang. Mệt ghê vậy đó. Rồi ok, tiếp. Ghi phải ghi rõ ra, khỏi cái tâm xỉu. Rồi ok, 99. An Giang hả? Thôi 99 mà chấm thêm 9. Rồi ok xong. Nhanh gọn lẹ, ngon lành cành đầu tươi. Mà các bạn nhìn cái chất hình của người ta nè các bạn, xinh xắn gì đâu á, nhưng mà bạn thiếu cái khối với lại cái màu da không có đẹp ha. Thám tử mấy nghề, thám tử mấy nghề là thám tử gì? Ác dữ thầy, vậy đó cho truyền thái y. Nguyễn Hải Yến đến từ Trà Vinh các bạn. Bài từ Trà Vinh cực kỳ hiếm. Bài này riêng tôi cho là trụ tả cái giọt xương, cái giọt nước mắt đẹp dữ ạ. Tôi cho 100 luôn nè, xinh quá tốt. Bài vẽ tốt quá nè mơ, xuất sắc luôn. 14 tuổi nè, người ta kỹ lưỡng hay ghê không? Con bướm nó chưa có, bạn chưa có lên, nhưng mà cái chắc màu, không có màu nha, cái chắc sắc độ trì nó xinh quá. Mà uyển chuyển nó nè, trời ơi sao mà đẹp dữ vậy em. Gỡ bài sao hả? Bi, hướng dẫn lợi giùm thầy dân đi. Rồi nè, các bạn lên Apple bay của thầy đó, các bạn search hoài dinh dạy dẻ, đó là cái trang. Các bạn vô, các bạn thích cái trang cho thầy. Sau đó các bạn vô lướt xuống sẽ có cái quy định gỡ bài các bạn ha. Rồi ok, vô đó đọc nha, làm cho đúng nha. Trương Nhã Khánh đến từ Buôn Ma Thuột mấy bạn. Lớp 4, 10 tuổi. Chàng ơi thấy cưng ác không? Mỗi cái bông mỗi màu hoa tulip mấy bạn. Đối mấy bạn, hoa tulip đặc trưng ở cái nước nào? Thấy cưng ghê không? Người không có tai lò ra. Trừ điểm, chụp hơi bị xéo, bôi ở đây hơi bị dơ. Trừ 3 điểm, chụp tối trừ 2 điểm, tổng là trừ 5 điểm. Đến từ Buôn Ma Thuột cực kỳ hiếm. Mấy cái bài đến từ những cái vùng ở Buôn Ma Thuột cực kỳ hiếm nha chưa. Cho nên tôi du di, tôi trừ em 3 điểm thôi, chứ không có trừ 5 điểm. Cái bức này tôi chấm cho em đó là 93 điểm còn 90. Nhanh gọn lẹ luôn. Nhã Khánh, để tôi ghi giùm em nha chưa. Trời ơi, anh biết làm sao không? Tại vì mình ghi chữ nhỏ quá. Thành ra ghi chữ cho lớn lên để người ta đọc 10 cộng đó. Cái anh ghi chữ nhỏ quá, mai mốt mà làm clip show bài á, cái không biết tên mình là tên gì. Tiếp. Bức đó mạng thầy ơi hả? Sao em biết? Người ta vẽ lợn, người ta ghi trên đây mà mạng cái gì? Người ta vẽ lợn đó, thấy người ta bôi tùm lum không? Trời ơi, người ta bôi mạng gì kìa, mạng đâu? Mệt chết, mạng nhện. Vẽ không được mà bức nào cũng vậy. Cái bức trước là ở trên mạng hả? Cái bức này phải không? Để tôi search coi. Người ta Hải Yến, người ta ký tên chữ Hải Yến ở đây nè, mà nó trên mạng không nhận ha. Để tôi search nha, từ từ để tôi. Từ từ mấy cái đồ yêu nghiệt này tôi làm cái một. Từ từ đợi thầy Văn xíu nha em. Thầy Văn, Bin thầy ơi, cảm ơn em, thầy phát hiện rồi. Bây giờ thầy tới thầy sửa cái bức này. Bây giờ đẹp quá đẹp rồi. Đẹp quá đẹp, bây giờ người ta không công tâm kìa. Bây giờ để tôi chụp thử đây. Từ từ tới cái cảnh này mà nha, từ từ để coi. Sự cố tức là sao, là không có. Người ta tự vẽ nó trên mạng công nhận ha. Tôi giảm em ra pháp trường hết trơn bây giờ đó. Mấy em làm không được mà sao mấy em nói được không vậy? Mấy em làm được như người ta không vậy mà mấy em nói trên mạng? Bọn em muốn nói ai là nó muốn làm gì, ai là làm muốn đổ quan cho người ta đổ quan hả? Tuy tôi là quan nhưng mà tôi muốn xử quan cho anh tôi xử. Nhưng mà bạn này đúng, tôi xử cho bạn này là đúng. Mấy em ghét rồi, mấy em tôi thấy không được rồi đó. Ghét rồi ha, bao nhiêu ngự luôn trời, chấm bài cứ nói trên mạng không hả? Vậy ha, công nhận không công nhận tài năng của người ta mà đi biêu ríu người ta, công nhận ha. Giống mấy bà hàng xóm nhà tu dữ ạ. Không có chứng minh đàng hoàng tử tế, nói người ta phải có bằng chứng. Cái gì làng cũng phải có bằng chứng hết. Có bằng chứng tôi mới tin. Đôi khi có bằng chứng tôi cũng không tin. Nhưng cái này là đúng, tôi tin. Mấy em quê chưa? Ghen tị đó thầy, chứ gì nữa. Ghen tị á, khổ ghê. Tiếp. Bay vừa lòng chưa bay? Đúng. Mấy em vừa lòng mấy em chưa? Mấy em đàn ác tôi đó. Tôi phải nói Võ Hảo Quỳnh Như. Trời ơi tôi bực mình ghê, ghi cái chữ nhỏ xíu à mấy em ô. Đến từ Sóc Trăng. Huỳnh Như được rồi. Huỳnh Như phải không? Ghi chữ nhỏ xíu, khó đọc xíu. Huỳnh Như Sóc Trăng 2012 phải không? Sóc Trăng.
rồi ok, mệt ghê vậy đó. Bà vẽ chụp quá gần, chụp mà ló cái này lên, quảng cáo thương hiệu trừ điểm. Ló ngà lên, có giờ quảng cáo thương hiệu trừ điểm. Bà vẽ tô này kia bình thường quá, không đặc sắc. À, có bài đặt nữa nè, bài đặt để cái này vô nữa nè, trừ điểm. Cái bài này tôi cho là 86 điểm là cùng. Thiệt luôn đó, ác vậy thầy. Tôi chấm thực tế không có ác. Mấy em đang nói tôi ác, tức mấy bạn đang khen tôi. Tại vì hồi xưa tới bây giờ tôi không bao giờ là hiền lành với ai một miếng nào hết trơn đó. Kiếp trước tôi làm bà phù thủy mấy em, tôi liền cái trái táo tôi cho bà Tuyết ăn là tôi đó. Hôm nay uống được cái tiên đơn thành ra tôi nhớ về kiếp trước của tôi. Ghê không? Thầy tốt quá, cảm ơn em chê tôi nha. Tiếp, Bi làm gì cười hoài vậy? Bài cuối cùng, tưởng thất vọng ai ngờ là tuyệt vời mấy em ơi. Như Phúc Bến Tre 17 tuổi, cái bầu trời đang đẹp, tôi đang ngắm cái bầy cò mà em ghét cái chữ em để ở đây. Tại sao không để ở đây, tại sao không để ở đây mà em dám để ở đây? Để ở đây là vô tình làm mờ chăng, vô tình làm mắt điểm nhắn, vô tình làm cái bầu không khí nó ung tùng, vô tình em làm cho tôi thấy nó rối rém. Em giảm may mà còn hơn 6 muối nữa thì ghê quá hả. Tôi trừ cho em là 1, 2, 3 dòng trừ 3 điểm, mà làm cho bự lên nữa trừ điểm đó là 4 ha. Cái thứ hai nữa, đặt không đúng vị trí là trừ 5 điểm tròn. Vẽ may mà như 6 muối 8 muối, trừ thêm điểm là 6 điểm. Tranh này vẽ digital, khuyến khích vẽ máy, cộng 1 điểm thôi còn trừ 5. Bức này tính cho 99 nhưng thôi còn 95. Ê, tôi lỡ chấm được chấm cái bút đen luôn rồi. 95 cộng thêm 1, cộng thêm 1, cộng thêm 1 mà trừ 3 đó, để em biết là mình được cộng cái gì. Cộng 1 này là 1 điểm khuyến khích là mình vẽ máy, cộng 1 này là 1 điểm từ thiện, tháng này tôi chưa làm từ thiện, cộng 1 này là điểm đêm nay tôi buồn, tôi cộng cho tôi vui. Nhưng tôi trừ 3 điểm, cái tội em để ở đây sai vị trí, trừ 3 có cộng cũng như không, nhưng mà cộng để cho em vui, giống như mấy em mua khuyến mãi vậy đó. Tăng giá 10 lần nhưng mà tặng 0,5, các bạn mới lấy thấy lời rồi các bạn mua ha. Không có chuyện đó đâu, lúc nào mình cũng lỗ hết trơn đó, nhà bán tính hết rồi, nhanh gọn lẹ lắm. Rồi bây giờ làm sao, mình làm marketing mà mình phải tính theo kiểu marketing có cộng nhưng không đáng kể. Cảm ơn nha, cảm ơn em à. Các bạn muốn coi bài lợi không, mây núi gì mà cà cục cà cục, mây kiểu gì á, cà cục, bởi vì tôi mới nói là mây của em còn hơn 6 muối nữa. Cà cục, cà cục, cà cục. Tưởng tượng được. Nè mấy bạn xem bài đây nè, chấn động luôn. Ghê không? Nó. Nó. Người ta vẽ mây mà vô cứ nói là người ta vẽ 6 muối đẹp quá. Ghê không? Mình còn chấm nữa đó. Hôm nay thầy la liên tục thầy không có tắt, cho nên là mình xem xong cái lô bài này, thầy Dân sẽ tiếp tục chấm thêm cái lô bài tiếp theo luôn trong một cái viên like này. Tại vì thầy like chở làm biến tắt like quá. Rồi ok. Rồi bây giờ đầu tiên thì kết thúc cái viên like chấm cái phần này, thì thầy cảm ơn các bạn đã xem like Hả Tiên và tặng quà nha. Chúc các cô dì chú bác anh chị, các bạn sinh viên, các bạn học sinh, quý phụ huynh, các em nhỏ buổi tối ngủ ngon mơ đẹp. Bye bye các bạn.